Cứ hái thêm tí nữa thanh ạ, thừa ăn thiếu. Tiếp còn chặt cái chú bóng cái rồi nhưng hái hết chứ còn nó cắt rồi thì tí đi. Cắt rồi thì mày hái hết và ngay lát không được quả tí. Để mấy ông Trực Huyền. Ông Trực Huyền lên chợ mà đang ra quả các bác này. Vành gốc là tầm khoảng 50 nha các bác nhá. Hơn 50. Tàn bay thì như em Huyền đạch bay này này. Đấy, tầm khoảng 1 mét nếu theo đường cung cung Huyền. Đấy, hàng già nhá, lên chậu này thì là yêu chậu rồi. Đấy, vào chậu rồi cho nên là cây ổn định lại là ra quả này. Các bác nhìn chưa? Cực phê luôn. Đẹp luôn. Đẹp luôn. Lại chăm gì hàng cắt giật. Lại cút. Đây. Sung này. Bao nhiêu vậy? Bao nhiêu? Bắt đầu lên chu quả, những cái chu quả vâng. Bao quả luôn. Giảm chi ác kỷ luôn ạ. Nhìn chưa? À đây, một em trực giả ba vai này. Một giả ba vai cốt tán tầng này. Sung các bác nhá. Hàng này thì bao quả cho các bác già đanh cây chơi cực kỳ thích luôn. Nhưng cái này em đang bán là 1,5 triệu các bác nhá. 1,5 triệu chưa cước vận chuyển ạ. Ship xe thì bao ship, ship xe khu vực miền Bắc thì em bao ship, còn ship cốt thì các bác thanh toán 1,5 triệu. Tay chi các bác nhìn nhá, dằm này. Thích không? Hàng này thì quả lên dưới vườn rất là kinh khủng luôn. Các bác nhìn tay, đẩy dằm. Đây còn một lô nữa đây nữa. Đây các bác nhìn những cái dòng. Tay bông tay luôn phải thế này các bác nhìn những cái bông tay nhìn nó phê như này. Mịn đẹp luôn, quá thích luôn. Đây, các bác nhìn. Hàng trực nó rụt rịt bay mốc, bay này phiêu. Phiêu luôn. Hàng này thì bao quả cho các bác già luôn nhá. Bao quả. Đây những cái em này vứt dưới gốc gầm này, đang dọn sửa nhà. Sửa xước, các bác nhìn hàng phê luôn. Đấy. Nhìn. Gốc này. Gốc chi này, các bác nhìn nhá, cốt tán tầng nó phải như vậy. Hàng này trực giả ba vai chơi trong nhà cực đẹp luôn. Đấy, như em này thì em bán 1 triệu. Đấy. Các bác nhìn chưa? Các bác đảm bảo chơi đẹp luôn. Nhưng hàng nó dị hình dị dạng, các bác nhá. Dị hình dị dạng này, các bác nhìn. Gốc, gốc này cứ phải già đanh. Đấy, cái gốc nó xoáy nó điệu. Đấy, các bác nhìn chưa? Không ra tiền xoáy nó đẹp luôn. Đây các bác nhìn những cái em này. Đấy, các bác nhìn, em này thì các bác không phải nghĩ luôn, gốc này. Hàng bao quả luôn. Các bác tìm được cái mớ sung nào mà đẹp như thế này thì hiếm lắm các bác nhìn. Đấy, hàng ngày em này. Chi mịt luôn. Tay chi các bác nhìn dăm không đã thích được, các bác chưa cần phải lên lá hay là lên quả. Còn quả thì còn em bao quả cho các bác. Hàng không phải là siêu quả đâu nhưng mà hàng này cực kỳ bền cây, bao quả. Đấy. Đây các bác này, nhìn. Tay bốc cốt tán tầng nó phải như thế này cơ. Đấy. Cốt tán tầng nó phải phê như vậy. Các bác nhìn chơi những cây sung của em nó đáng chơi, nó ra tiền luôn. Các bác nhìn nó ra cây ra cối luôn. Đây, kể cả những thằng đây. Các bác nhìn. Đây, các bác nhìn tay chi nó ra côi ra cối như này cơ mà. Các bác nhìn. Đây là những cái vườn phôi. À, đây là cái cây sản phẩm nhà em nó phải như vậy. Đấy, các bác nhìn những bộ gốc bộ rễ này. Nhìn nó chết luôn. Các bác nhìn. Chết luôn. Nhìn này chơi tết thì thôi rồi luôn. Các bạn nhìn này. Quá đẹp luôn. Các bạn nhìn chơi những cái loại mini này, cao gàng tay, thân này, quái này, quả này, đeo vỡ đầu luôn. Đây là tất cả đây chu quả đấy các bạn nhé. Chu quả đấy, thịt ngọn này vậy.
hàng bao quả. Giam chi là một em trực, hàng cực xinh luôn, quăng nhìn ngoài cực xinh luôn. Đấy, cực xinh luôn, thấy chưa, hàng đẹp lắm. Còn đây cần thăng các bác chơi trong nhà nó không phải là đơn giản đâu. Đây, cần thăng các bác nhìn này, bác mua được em cần thăng này rất là khó này. Đây, nhìn cần thăng đá nó ôm chệt vào đá này cơ, lâu năm nó ôm chệt vào đá này cơ. Đấy, thân thế này, nhìn bông tay các bác nhìn nó khác hẳn. Cái cu tay nó tương đối cân đối chứ nó không phải là dài quá này. Bẻ tầng tầng bông nhìn các bác hãi luôn. Những cái tầng bông các bác nhìn hãi luôn, bẻ dã man luôn. Đấy, bác nhìn chưa? Bác nhìn bẻ, bác nhìn thích luôn. Nhưng cần thăng nhá, thăng các bác chơi đảm bảo luôn. Đấy, giảm trì rất ok. Đây bác nhìn ôm đá này, ôm nó sát thân luôn, nó nở rễ trên tảng đá này. Tay bông uốn này, vào bông. Đây còn có mấy cây thôi, các bác thăm vườn. Đây, đây những em huyền này các bác nhé, trồng trên chậu rồi bắt đầu mới phải lại phải thả xuống này. Đây, đây. Hàng bao quả luôn. Đấy, bao quả luôn. Đây các bác nhìn, bao quả cho các bác luôn. Đây, mớ này thì dọn vườn này. Mớ này thì để các bác nào lấy cứ 300 một cây không bao ship. Thân rất to luôn, 300 một cây không bao ship. Nhìn em nhìn em lên các bác nhìn những cái thân này toàn chu quả. Quả nó ra hãi luôn, thấy chưa? Quả ra hãi luôn. Đấy, nhìn nó ra quả thì các bác mới thấy độ đẳng cấp của nó này. Các bác nhìn tay chân nó có khều khà đâu, nhìn thích luôn. Nhìn bông mà nó cứ chia nó phải theo tầng, còn nếu mà chia nó cứ bông đĩa không theo vầng thì nhìn nó rất là, nói chung là nhìn nó cổ kịch. Thằng này các bác nhìn, mặc dù cái thân rất đơn giản nhưng em lên thì chấm hết luôn. Chung các bác nhìn cây nhà em mà bác nhìn ngoài thì nó mới thấy cái giá trị của cây cụ thể, chứ mà nếu mà nói để trên đây không thì khó nói lắm. Đây, hàng bao quả. Đây con này 300 không bao cước các bác này. Nhìn quả này kín ngọn luôn này, chưa nhìn búp hồng quả kín ngọn chưa. Đấy, nó nhìn con này đúng dịp Tết nở cho bác xem. Như em này 300 không bao cước, bác nào lấy nhanh này. Đấy, ok luôn. Đấy, rất nhiều. Còn đây là em xanh này của thằng cu em mảng xanh đôi long này. Đấy các bác nhìn cặp long này, ác chưa. Đây là của thằng cu em thôi, sung thì em làm em chuyên sung thôi, còn thằng cu em thì nó đi vào hàng kỹ hơn tí. Đấy, xanh long vân quần mộc một cặp các bác nhá. Gốc đây các bác quay kỹ bộ gốc, con nào yêu thì về tận nhà vườn xem nhá, giá báo tại nhà vườn. Đấy, còn là về có thể thỏa thuận lên xuống. Long vân quần mộc, thấy chưa, xanh hàng kỹ rất nhiều. Đấy, đẹp như xanh của bác Tuấn Minh luôn. Đấy, mà các bác biết đấy, kéo phân này. Đây nhá, em giới thiệu qua luôn để tiện các bác xem cái nguồn phân của nhà em này. Đây tất cả đây là em là mua phân lợn khô nhá, sung vậy, sung em trồng phân lợn khô này. Đấy, phân lợn khô này, như xanh này thì để cả bao, còn nếu mà như sung thì sung hoặc xanh lên chậu thì em trộn thêm ít xỉ than này. Đây, xỉ than này. Đấy, xỉ than thôi, còn bác nào mua phôi xanh này thì inbox em báo giá này. Đấy, thì xanh này thực chất nó là phôi thôi, cái giá nó cũng tương đối là ok. Đấy, tiền thì chắc chắn tiền triệu, xanh Nam Điền thì các bác biết rồi đấy. Đây, gốc già này các bác nhìn chưa, đồng hết, đồng vàng đồng hết cả cây rồi, chứ không phải là non nữa. Vàng đồng cây luôn. Đấy, đây, còn cái xanh than các bác chơi nhá. Đây than của ông này mua này. Đấy, nguyên này xong về đập ra. Đấy, còn phân lợn thì đây ba phân lợn này, toàn phân lợn khô quá nhá, còn phân lợn khô thôi, chứ không có cái gì cả, không có phân hóa học gì cả. Đấy, toàn phân lợn khô. Thì các bác cũng quan tâm thì cũng biết, có những cái dòng sung to đại các bác chơi như em thì toàn hàng luôn lực thôi. Đây, đây một em dáng lão này, nhìn chưa, tay uốn đuôi ếch, vừa mới tỉa qua tí lấy lá để ăn nem. Đấy, sung siếc thì lọc vừng chứ. Còn ở đây còn một em một cây
Mỗi em dáng này em chuyển tính là em làm dáng tung. Kiểu dáng tung to đấy. Mọi thân bánh gốc rất to. Đấy, rồi. Thì em xin chào các bác nhé. Thì em chia sẻ cũng như là quay tham khảo cho các bác một số cây này thôi. Rồi, em chào tạm biệt các bác.